Quế Vân, cho tôi chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian kinh hoàng như thế, khóc thấu trời. Thời gian qua, tôi đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khuyên tôi im lặng nhưng nếu tôi im lặng thì sau này ra đường, tôi sẽ không thể làm được việc gì nữa, Quế Vân nói. Tối ngày 10 tháng 10, cựu người mẫu, ca sĩ Quế Vân đã có buổi livestream gần 1 tiếng đồng hồ để nói rõ về những ồn ào từ thiện khi cô cùng vợ chồng Ưng Hoàng Phúc đi trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão Yagi thời gian qua. Nếu tôi im lặng thì sau này, tôi sẽ không thể làm được việc gì nữa. Cụ thể trong buổi livestream, Quế Vân cho biết, về thời gian qua, tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khuyên tôi im lặng nhưng nếu tôi im lặng thì sau này ra đường, tôi sẽ không thể làm được việc gì nữa. Cái mác không bạc, làm màu thực sự không đẹp. Ngày xưa còn làm trong showbiz, tôi có những thị phi liên quan đến tình ái hay những chiêu trò để xâm nhập vào thế giới ảo nhưng tôi đã từ bỏ rồi. Bây giờ tôi đang muốn trở thành người tốt để có công việc tốt thì cũng mất hoàn toàn. Theo lời của Quế Vân thì vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương rủ cô tham gia đoàn từ thiện. Đoàn dự định trao quà cho một số hộ dân ngày 7 nhưng đúng ngày cơn bão đổ bộ nên chuyển sang ngày 12. Đoàn trao 100 phần quà ở phúc xá và có xin phép Ủy ban Nhân dân phường, tổ dân phố. Cùng với thông tin này, Quế Vân đưa ra bằng chứng hôm đó, cô livestream trên Facebook. Trong livestream ngày 12, có người của Ủy ban phường, tổ dân phố điều phối người dân xếp hàng nhận quà. Quế Vân cũng giải thích về đoạn clip gây bão mạng xã hội khoảng thời gian đó. Cô nói, hôm nay tôi sẽ trình bày với mọi người về đoạn clip lùi lại chỗ sâu sâu một chút cho đẹp. Vì đoạn clip đó nên mọi người nói phong bạc thì rất quan. Bình thường khi đi làm thiện nguyện, tôi luôn ghi lại hình ảnh. Nếu mọi người cắt thêm một đoạn nữa thì chúng tôi sẽ không bị như vậy. Vì khi mình quay hình thì phải đứng vào vị trí phù hợp với khung hình cho đẹp là bình thường. Ý của đoàn muốn nói, người dân phải sống cảnh khó khăn như thế nào khi nước rút nhưng các bạn cắt đoạn đó lại không nối đoạn sau nên dẫn tới hiểu lầm. Đồng thời, Quế Vân cũng nhắn nhủ chủ nhân kênh TikToker đã đăng clip gây bão đó lên mạng xã hội. Cô nói, ngày trước đây, chị xem TikTok và thấy vợ chồng em làm content rất vui, rất dễ thương. Chị cũng đã cười khi xem các clip đó nhưng lần này các em đùa hơi quá và ảnh hưởng tới chị. Các em là những người có sức ảnh hưởng thì nên lan tỏa những điều tích cực, vui vẻ cho giới trẻ học theo, không nên hại tới người khác. Khi các em làm content trên mạng xã hội thì kênh của các em cũng giống như một kênh truyền thông. Các em nên tìm hiểu, xác thực rồi hẳn đăng lên. Nói cộng đồng mạng thì nặng nề quá nhưng các bạn trẻ thường hay câu view, câu like không cần biết câu chuyện có thật hay không. Các bạn không biết được hậu quả của nó nghiêm trọng như thế nào. Tôi rất mong những ai làm về content mạng xã hội nên có tâm và lan tỏa những điều tích cực để rút ra những bài học, sau này làm điều có ích cho xã hội hơn. Ngoài ra, Quế Vân cũng cho biết, khoảng chục ngày trước, cô đã lập vi bằng, làm đơn thư gửi lên một kênh truyền hình tại Hà Nội để yêu cầu gỡ bản tin thời sự đưa không đúng sự thật, nói cô không bạc, làm màu khi đi từ thiện. Cựu người mẫu cho rằng, nội dung bản tin thời sự đó không khách quan, sai lệch và dùng hình ảnh của cô khi chưa được sự đồng ý. Cựu người mẫu cho hay, phía đài truyền hình đã cho người liên lạc. Cô yêu cầu đài gửi thư mời đích danh để lên làm việc nhưng tới nay chưa nhận được thư của đài. Tôi cảm giác như mình là tội đồ. Tôi không kêu gọi từ thiện cũng không xin của ai mà dùng tiền của mình bỏ ra, kể cả 3 triệu thì cũng là tiền. Nhưng chúng tôi bị đưa lên truyền hình và dùng những lời nặng quá, phong bạc và làm màu, Quế Vân nói. Quế Vân cũng cho biết, cô chỉ cần đài gỡ thông tin, cải chính thông tin sai lệch và xin lỗi trên page của đài chứ không đòi hỏi gì quá đáng. Trong buổi chia sẻ, Quế Vân cũng cho mọi người xem clip phóng viên một đài truyền hình khác phỏng vấn người dẫn đoàn đi trao quà. Trong clip, người này khẳng định nước ngập tới đùi nên chủ động thuê thuyền để đoàn di chuyển cho khỏi ướt đồ. Theo Quế Vân, đây là đoạn clip để giải oan nghe cho cô và đoàn nhưng tiếc là khi bản tin thời sự phát sóng thì lại không được đưa lên. Hôm sau một kênh truyền hình nữa đăng tin. Tôi đau và không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Đoạn phỏng vấn chị ấy không được đưa lên mà cắt hoàn toàn chị ấy đi. Chị cắt ghép đoàn vào phúc tân mà không xin phép ủy ban phường. Sau khi tôi đăng clip này lên mạng xã hội thì đài có cải chính giúp nhưng 1.000 người chửi chỉ có 10 người đăng. Làm sao ai thấu, Quế Vân bày tỏ. Trong buổi livestream, Quế Vân nhiều lần bật khóc. Cô cho hay mấy ngày đầu cô và vợ chồng Ưng Hoàng Phúc đều bị sốc, không ăn không ngủ được. Tôi chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian kinh hoàng như thế.
tôi không ăn được, cứ nằm trong phòng khóc. Khóc thấu trời. Tôi bị oan. Ngày đầu tiên của cơn bão, tôi đã lao đi cứu trợ ở Bắc Giang, quê hương của tôi. Khi tôi đi thì không ai ghi nhận hình ảnh đó, nhưng đi cùng bạn thì bị mọi người vùi dập. Nếu tôi là người mời bạn bè đi cùng thì chắc chắn giờ này, mọi người không còn là bạn bè của nhau nữa. Có người kích động nói ghê, chơi với Quế Vân là bị xui, chơi với Quế Vân là Vân hại, Vân dắt đi. Có lẽ vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương đang tu tập nên rất vững tâm, nhận ra đúng sai. Nếu là người khác khi bị kích động chắc không chơi với tôi nữa. Ai theo dõi đều biết tôi chơi với Ưng Hoàng Phúc hơn 20 năm. Chưa bao giờ hại bạn. Quế Vân thẳng thắn cho biết, bản thân cô dính nhiều thị phi là vì có gì nói đấy, bất bình là lên tiếng nhưng chưa từng dựng chuyện hại người. Quế Vân bộc bạch, trước đây tôi là người có gì nói đấy, bất bình là nói chứ chưa từng tạo chuyện. Sau phiên live này, tôi hoàn toàn rút kinh nghiệm, rút ra bài học sâu sắc, ai có làm gì tôi cũng sẽ không lên tiếng nữa. Tôi cứ nghĩ mình không còn làm trong showbiz nữa thì mình là người bình thường. Nhưng mọi người không xem tôi là người bình thường, vẫn xem tôi là người trong showbiz rồi đưa tôi lên. Giờ tôi ý thức là mình cũng được mọi người biết đến nên từ giờ làm gì tôi sẽ giữ lại, không bao giờ nói ra. Sau lần mất mát này, tôi sẽ làm công việc bình thường thôi, đủ sống thôi, không cần phải giàu sang phú quý gì nữa. Với tôi bây giờ mọi thứ đều là phù du. Khi tôi gặp chuyện, tất cả quay lưng hết, họ sợ bị ảnh hưởng. Một mình tôi nằm trong phòng khóc rồi lại mạnh mẽ đứng lên. Cũng có người muốn lên tiếng bảo vệ nhưng tôi nghĩ nghiệp của mình phải tự trả, tự đứng lên. Tôi phải bán đồ đi để lấy tiền thuê luật sư làm ghi bằng. Tôi cần phải lấy lại uy tín, danh dự của mình. Bởi vì sau ngày xảy ra vụ việc đấy, tôi ra đường, ngồi ăn ở quán mà người ta nhìn tôi bằng ánh mắt tội đồ. Tôi chỉ mong mọi người hiểu là tôi không phong bạc, không làm màu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.